Do tác động của hiện tượng Enino, thời tiết ít mưa, các đợt nắng nóng với nền nhiệt cao và kéo dài so với trung bình nhiều năm ảnh hưởng đến mực nước tại hệ thống sông trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt tại sông Lô, mực nước xuống thấp kỷ lục đã ảnh hưởng lớn đến quá trình cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Tại xí nghiệp cấp nước Phú Ninh, công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ, mực nước sông Lô xuống thấp đã làm cho việc lấy nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Đại diện xí nghiệp cho biết, bình thường, mực nước sông Lô sẽ dao động ở mức sâu 7 đến 8 mét. Tuy nhiên, trong đợt nắng nóng này, nhiều thời điểm xuống chỉ còn 2,2 mét. Để đảm bảo công suất nước 12.000 mét khối một ngày đêm, xí nghiệp đã phải lắp đặt thêm cụm lắng lọc mới để bổ sung cho 5 dây chuyền tại nhà máy nước Phong Châu. Nước sông cạn thì là đã cùng anh em là thống nhất là khơi dòng và bơm nước vào trong này xử lý để đạt tiêu chuẩn cấp nước ra mạng, và các tổ thất thoát và vận hành đã kết hợp cùng là bơm ra các hệ thống điểm có vào cấp và tất cả các hộ dân các điểm bất lợi trước. Tại xí nghiệp nước sạch Việt Trì, khu 1 phường Dữ Lâu cũng ghi nhận mực nước sông Lô xuống thấp kỷ lục so với nhiều năm. Giải pháp được xí nghiệp đưa ra là cử các tổ vận hành thường xuyên theo dõi mực nước lên xuống, khơi thông dòng chảy để bơm nước đạt lưu lượng 60 đến 70.000 mét khối một ngày đêm phục vụ nhân dân. Mực nước sông Lô trong cái thời điểm hiện tại là đang xuống rất là thấp, dẫn đến là cái sản lượng nước sau xử lý để cấp nước ra mạng lưới cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trong công ty triển khai mở rộng hệ thống đường ống, rồi chỉ đạo cho các xí nghiệp tập trung thay các máy bơm nhỏ để nâng công suất của các máy bơm, rồi tập trung vào xây dựng thêm các cụm xử lý lắng lọc. Hiện nay, công ty cổ phần cấp nước Phú Thọ đang bơm nước từ sông Lô để cung cấp cho toàn bộ địa bàn Phú Ninh và Việt Trì. Đây cũng là các địa phương có dân số đông, nhiều nhà máy, khu cụm công nghiệp sản xuất. Trước tình trạng mực nước sông Lô xuống thấp, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và doanh nghiệp sử dụng nước tiết kiệm hợp lý, tránh để tình trạng thiếu nước sạch xảy ra trong mùa nắng nóng.